Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thành tựu hay thành tích. Bạn có nghĩ gì bởi thành tựu? Một thành tựu là điều đáng chú ý mà bạn đã thực hiện. Tốt nghiệp đại học với danh từ là một thành tựu, được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 15. Thành tựu danh từ bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, comme, có nghĩa là hoàn thành, lấp đầy, hoàn thành. Thành tựu là thứ bạn đã hoàn thành thành công. Tôi nên viết gì cho những thành tựu? Làm thế nào để bao gồm những thành tựu trong hồ sơ của bạn? Viết một danh sách những thành tựu của bạn, tập trung vào những thành tựu quan trọng, sử dụng động từ hành động, sử dụng số để tập trung vào kết quả. Nơi để bao gồm những thành tựu của bạn: kế toán, trợ lý hành chính, dịch vụ khách hàng. Thành tựu trong công việc là gì? Tiếp tục, thành tựu là thành tựu công việc được thực hiện bởi những tìm việc vừa có thể đo lường được, vừa là duy nhất cho kinh nghiệm của họ. Thành tựu trong một bản lý lịch khác với nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong đó. Nhiệm vụ và trách nhiệm gần như giống nhau đối với bất kỳ nhân viên nào có vai trò tương tự. Thành tựu lớn nhất của bạn là gì? Thành tựu lớn nhất của bạn là gì? Là một câu hỏi phỏng vấn hành vi. Một số biến thể bao gồm: bạn là tự hào nhất, là gì lớn nhất thắng bạn, vai trò gần đây, cho tôi biết một thời gian khi bạn đi ở trên và vượt ngoài gọi của nhiệm vụ. Thành tựu trong cuộc sống là gì? Có thể theo đuổi công việc thú vị, chất lượng cao, có tác động tích cực, đảm bảo giải thưởng, khuyến mãi và công nhận thành tích khác, duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh cũng như sự nghiệp, xử lý thách thức phức tạp và thay đổi, bài tập lãnh đạo, quyền hạn và ảnh hưởng. Thành tựu lớn nhất của bạn trong công việc là gì? Tốt nhất bạn nên nói về thành tựu nơi làm việc. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo trường học, tình nguyện học, thậm chí sở thích của mình, miễn là bạn thể hiện các kỹ năng có thể chuyển nhượng và chứng minh bạn là người tốt nhất cho công việc. Những ví dụ về thành tựu lớn nhất của tôi có thể bao gồm: đưa ra một bài thuyết trình tuyệt vời trong công việc. Làm thế nào để tôi viết thành tích công việc của tôi? Dưới đây là một số mẹo để viết một phần hoàn thành cho sơ yếu lịch của bạn. Thứ nhất, động não trước khi viết sơ yếu lịch của bạn. Hãy dành thời gian liệt kê tất cả những thành tựu liên quan đến công việc của bạn. Thứ hai, tập trung vào công việc bạn đang ứng tuyển. Thứ ba, tập trung vào kết quả. Thứ bốn, bao gồm các giá trị. Thứ năm, sử dụng ngữ quyền lực. Câu trả lời thành tựu tự hào nhất của bạn là gì? Dưới đây là một ví dụ về câu trả lời. Câu trả lời này: thành tựu đáng tự hào nhất của tôi sẽ là khi giúp phát triển một kỹ thuật với công việc cuối cùng của mình. Chúng tôi đã làm việc theo cách tương tự vào 10 năm. Thật là vội vã khi đến làm việc và thấy mọi người được đào tạo để điều gì đó mà tôi đã giúp phát triển. Thành tựu đáng tự hào nhất của bạn là gì và tại sao? Thành tựu đáng tự hào nhất của bạn là gì? Là một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong cuộc phỏng vấn. Khi một người phỏng vấn hỏi một ứng viên, họ đang cố gắng tìm ra loại thuốc tính nào bạn đánh giá cao, mức độ hiệu quả trong công việc của bạn và giải quyết một trở ngại như thế nào để đạt được mục tiêu nhất định đó. Thành tựu chuyên nghiệp là gì? Thành tựu là bất kỳ cột mốc chuyên nghiệp, giáo dục hoặc cá nhân nào bạn đã đạt được, bao gồm những thành tựu như vậy trong sơ yếu lịch của bạn, có thể giúp làm sáng tỏ những điểm mạnh và sự phát triển của bạn cho các chuyển động tiềm năng. Có gì là ví dụ thành tựu lớn nhất của bạn? Các ví dụ về thành tựu lớn nhất của tôi có thể bao gồm: đưa ra một bài thuyết trình tuyệt vời cho công việc, đánh bại mục tiêu bán hàng, đào tạo và hoàn thành một cuộc chạy marathon, tổ chức một sự kiện từ thiện thành công, kèm cặp đồng nghiệp hoặc sinh viên đồng bào. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.